Ngọc Tịnh Bình trong tay Quan Âm Bồ Tát có lai lịch gì? Ngay cả Lão Quân cũng muốn có. Trong truyền thuyết thần thoại thì mỗi nhân vật cơ hồ đều có được thần binh đắc ý cho bản thân mình. Đao thương kiếm kích phù việt câu xoa cái gì cần có cũng đều có. Mà ở trong Tây Du Ký Sư Đồ Đường Tăng, mỗi người cơ hồ cũng đều có thần binh lợi khí thuộc về riêng bản thân mình. Tỷ như Tô Ngộ Không có Định Hải Thần Châm, Chư Bát Giới có Cửu Sĩ Đinh Ba, Gia Tăng có Hàng Yêu Bảo Trượng. Mà ở trên thiên đình, Thái Thượng Lão Quân cũng là thần mang vô số pháp bảo không thể đếm xuể. Tỷ như lò luyện đàn bát quái phối hợp tà vị chân hỏa, có thể tạo ra linh đan dược liệu và các loại binh khí cao cấp nhất thế gian. Thế nhưng chính là một nhân vật muốn pháp bảo nào cũng đều có. Vì sao khi nhìn thấy Ngọc Tịnh Bình trong tay Quan Âm Bồ Tát sẽ còn thèm muốn? Trong đó cũng có rất nhiều nguyên do. Người xưa có câu tuệ nhãn từ bi, hàng phạm thiên, dương chi tịnh thủy sái tam thiên, vạn bàn kiếp nan, đồ tiểu dẫn, nhất bộ nhân gian nhất bạch liên. Trong đó giảng giải chính là Quan Âm Bồ Tát cùng với Ngọc Tịnh Bình trên tay. Chuyện xưa tương truyền nghe nói có một năm ở quanh vùng Dương Địch đã gặp phải nạn đại hạn. Chỉ thấy mặt trời chiếu đốt đại địa, hoa màu cây cối tất cả đều khô héo chết rũ. Và một ngày Quan Thế Bồ Tát đi ngang qua nơi đây, bị cảnh tượng trước mắt làm cho xúc động. Thế là quyết định sẽ ra tay ban mưa xuống để cứu vớt thương sinh trong cơn khổ ấy. Ngài liền bắt đầu muốn dẫn xuất dòng nước ở Đông Hải hóa thành cam lâm. Nhưng khoảng cách từ Đông Hải đến nơi đây rất là xa xôi. Muốn dẫn nước đưa tới là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng nhắc tới cũng là đúng dịp. Phía dưới chỗ Quan Âm Bồ Tát đang tọa trấn trên mây. Đúng lúc là một chỗ truyền môn chế tác bảo vật bằng sứ. Nghe nói nơi này tạo ra bình sứ rất nổi danh. Thế là Đức Quan Âm quyết định dùng bình sứ của nơi này để chứa nước. Tất cả mọi người thấy Quan Thế Bồ Tát giáng lâm lập tức lo lắng quỳ xuống bái kiến, thỉnh cầu Đức Quan Thế Âm cứu vớt vùng đất Dương Địch hại hán đã lâu, cứu độ thế nhân trong cơn nước lửa. Quan Âm Bồ Tát liền nói: "Mọi người mau mau, bổn tọa lần này hạ giới cũng có ý định này, nhưng các người hãy chế tác ra bảo bình cho ta mượn dùng." Đám người nghe xong vội vàng lấy ra một cái bình sứ vô cùng tinh xảo. Quan Âm Bồ Tát cầm bình sứ đi về phía trên Đông Hải bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy dòng nước liên tục không ngừng chảy vào trong bình sứ mãi cho đến khi đầy. Quan Thế Âm cầm bình sứ trở về Dương Địch. Giá Vân bay đến không trung, đem miệng bình sứ hướng xuống bắt đầu thi pháp. Mỗi lần nhỏ ra một giọt nước, liền hóa thành cơn mưa to. Cứ như vậy hóa, giải được trận khô hạn. Mà từ đó hình tượng Đức Quan Thế Âm cầm trong tay bảo bình tích thủy cũng được hậu nhân xưng là Tích Thủy Quan Âm. Về sau toàn bộ dân chúng một vùng Dương Địch đều thờ phụng Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ đây mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, an cư lạc nghiệp. Đây chính là lai lịch về Ngọc Tịnh Bình trong tay Quan Thế Âm. Quan Thế Âm dựa vào nó để cứu vớt một phương khí hậu cùng thường sinh. Tuy nói món bảo vật này có lai lịch rất là bình thường, nhưng Quan Thế Âm chính là dựa vào cái bình sứ như vậy để mà cứu vớt thường sinh, thắng được lòng người. Một điểm mấu chốt ở đây đó chính là một cái bình vốn rất là tầm thường đối với Thái Thượng Lão Quân vốn là sở hữu vô vàn những bảo bối, thì vì sao lại sinh ra lòng kính ngưỡng với nó? Ở trong Tây Du Ký thì cơ bản không miêu tả nhiều đến những kiểu đoạn cải tử hoàn sinh, mà tình huống nhắc đến tương đối nhiều đó chính là trường sinh bất lão. Nhưng Quan Thế Âm chính là dựa vào Ngọc Tịnh Bình đã hoàn thành một giai thoại cải tử hoàn sinh. Tây Du Ký hồi thứ 26. Tô Ngộ Không bởi vì ăn vụng nhân sâm quả của Ngũ Trang Quán xảy ra xung đột. Trong cơn tức giận, Đại Thánh đã đem nhân sâm quả thụ nhổ lên tận gốc, chọc giận Địa Tiền Chi Tổ Trấn Nguyên Tử. Sau vài phen tỉ thí, đám người Ngộ Không đều không phải là đối thủ. Trấn Nguyên Tử đưa ra điều kiện Tô Ngộ Không phải tìm biện pháp cứu sống nhân sâm quả thụ mới chịu bỏ qua chuyện này. Tô Ngộ Không cũng hào sảng đáp ứng. Hắn đầu tiên là đi đến Bồng Lai tìm tới Phúc Lộc Thọ Tam Tinh. Ba người giật nảy cả mình nói: "Nếu như Đại Thánh đánh chết Phi Cầm Tẩu Thú gì, chỉ cần dùng thử mễ chi đan của ta đều có thể đem nó cứu sống. Nhưng nhân sâm quả này là tiên mộc chi căn, không có cách nào cứu chữa." Nơi đây không có kết quả, Tô Ngộ Không liền chạy đến Phương Trượng Tiên Sơn. Đồng Hòa Đế Quân cũng là giật nảy cả mình mà nói: "Ta có một viên cửu chuyển thái ất hoàn đan, có thể trị liệu vạn vật sinh linh trên thế gian, nhưng không thể chữa trị cây cối. Huống chi là thứ này là vạn thọ chỉ linh tiêu thụ, tiền thụ nhân sâm quả. Có thể thấy được, nhân sâm quả thụ kia thật sự rất khó để cứu sống. Ngay cả Tam Tinh hay Đồng Hòa Đế Quân cũng không có cách nào." Thế là Ngộ Không cuối cùng đành đi tìm Đức Quan Thế Âm, đem sự tình ngọn nguồn đều nói rõ một lượt. Bồ Tát đầu tiên là trách mắng Tô Ngộ Không một phen, sau đó liền nói Ngọc Tịnh Bình của mình có thể cứu sống nhân sâm quả thụ. Quả nhiên, Quan Âm Bồ Tát đem nước trong Ngọc Tịnh Bình tế ra, dùng nhánh dương liễu hủy sái, nhân sâm quả thụ kia liền phục sinh thần kỳ. Quan Thế Âm cũng nói: "Tịnh Bình này của ta ngọn nguồn là nước cam lồ, thiện trị thiên tiền thụ linh."
chiếu theo diệu dụng của nó, Ngọc Tịnh Bình quả thật lợi hại, đã có thể cứu sống nhân sâm quả thụ. Như vậy thì bàn đào thụ ở trên thiên đình tuyệt đối cũng có thể tiến hành trị liệu. Như vậy thì tình huống vì sao Quan Thế Bồ Tát có thể trở thành khách quen của bàn đào thịnh hội cũng là hợp tình hợp lý. Khó trách Thái Thượng Lão Quân khi nhìn thấy Ngọc Tịnh Bình trong tay Đức Quan Âm cũng vô cùng hâm mộ. Liền xem như Thái Thượng Lão Quân cũng chưa hẳn có thể cứu sống được nhân sâm quả thụ. Quan Thế Âm thế mà có thể làm được, hơn nữa còn bởi vì có được năng lực này mà trở thành hồng nhân của thiên đình, thực sự là thuật nghiệp hữu truyền công. Trên thực tế trong Tây Du Ký còn xuất hiện thêm một cái Ngọc Tịnh Bình khác, đó chính là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình của Thái Thượng Lão Quân. Mặc dù nói chúng đều thuộc về loại hình pháp bảo Ngọc Tịnh Bình, nhưng là công năng ở cùng trong các cố sự thì lại đưa đến tác dụng hoàn toàn chênh lệch. Ở phía trên đã nói đến Ngọc Tịnh Bình của Quan Thế Âm Bồ Tát có thể khởi tử hồi sinh, như cây khô gặp được mùa xuân, phổ độ chúng sinh. Trừ điều đó ra thì Quan Thế Âm Bồ Tát còn từng dùng nước trong Ngọc Tịnh Bình ở tại Hỏa Vân Động hàng phục Hồng Hải Nhi, dập tắt tá bụi chân hỏa, mà ba cây lông tơ cứu mạng của Tôn Ngộ Không cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát dùng lá của cảnh dương liễu được cắm ở trong Ngọc Tịnh Bình nuôi dưỡng mà biến ra. Cho nên khi Tôn Ngộ Không đại náo thiền cung, Quan Thế Âm cũng tự đề cử mình muốn dùng Ngọc Tịnh Bình trợ giúp Nhị Lang Thần chế phục Tôn Ngộ Không. Cho nên nói Ngọc Tịnh Bình của Đức Quan Âm cũng là một kiện pháp bảo có khả năng chiến đấu rất cao, đồng thời trong nguyên tác còn làm ra tác dụng hàng yêu trừ ma. Trái lại Dương Chi Ngọc Tịnh Bình của Thái Thượng Lão Quân, công năng của nó trong nguyên tác không có quá nhiều miêu tả. Đại khái công năng chính là có thể đem sinh linh hóa thành huyết thủy. Tác dụng này có thể nói là 10 phần hung tàn, mà lại còn bị hai tên đồng tử canh lò trộm đi mất, rồi hạ phàm biến thành kim giác ngân giác đại vương, trở ngại đám người đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bởi vậy có thể thấy được Ngọc Tịnh Bình của hai người có công năng khác nhau rất lớn, một cái tích cực hướng lên, một cái tàn bạo huyết tinh, mà sự ảnh hưởng của chúng đối với quá trình Tây Thiên Thỉnh Kinh cũng khác biệt. Một cái vì để hộ tống hoàn thành thỉnh kinh, một cái vì để tạo ra chướng ngại cho việc thỉnh kinh. Cùng là người giữ bảo khí, hai người lại bởi vì bảo khí thu được đánh giá khác biệt. Khó trách Thái Thượng Lão Quân sẽ vô cùng hâm mộ khát khao có được. Quan Thế Âm cùng Thái Thượng Lão Quân Ngọc Tịnh Bình tựa như là hai thái cực nhân sinh, cũng như những vũ khí siêu việt của thế giới hiện đại. Nếu dùng tốt thì chính là bảo vật cứu vớt thương sinh, bảo hộ bình an cho dân chúng. Nếu dùng không tốt chính là mang đến nguy hại vô tận sát khí. Người dùng thiện mới có thể tạo phúc cho thiên hạ, người làm ác chắc chắn sẽ gây tai ương cho một phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Tây Du Ký được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Để tiếp tục theo dõi những cái nội dung như thế này thì các bạn hãy truy cập vào phần danh sách phát của kênh mình và chọn đến mục phân tích Tây Du Ký. Ngoài ra những các bạn mà yêu thích bộ Hậu Tây Du Ký thì bạn có thể vào cái danh sách phân tích Hậu Tây Du Ký để tìm hiểu về câu chuyện Hậu Tây Du Ký có xuất hiện Ma La Vô Thiên. Và các bạn cũng đừng quên truy cập vào nhóm Thần Thoại Trung Hoa để tiếp tục cập nhật những video về phân tích những Tây Du Ký hay là Thần Thoại, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử v.v. Các bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.